Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình muốn khoe với các bạn mấy cái sample mình mới vừa kiếm được của nhà Initio hay Initio gì đó. Thì cái mấy sample này của một cô bán hàng khác, không phải là của cô Christina. Thì mình mua hai bên, một bên của cô Christina với bên kia nữa. Tại vì thỉnh thoảng các bạn bên đây hết hàng, cho nên mình phải qua bên kia mình mua. Hoặc là có một số cái thương hiệu, ví dụ như bên cô Christina cô có Bon Amanai, nhưng mà bên cô này cổ lại không có Bon Amanai, nhưng mà ngược lại cổ có như Initio này, hay là Bordesia de Victorias, hay là Byredo đó, bên kia Le Labo bên kia thì lại không có vậy đó. Cho nên mình cứ chạy qua chạy lại, cho nên mình có rất là nhiều sample. Bây giờ các bạn biết không, lên phòng của mình á, mở tủ ra sample nhiều lắm, mà tại vì mình không có thời gian để mình review, không có thời gian để mình test thôi, chứ sample coi như là mình review, bây giờ cho mình review mỗi ngày luôn, từ đây chứ tới cuối năm cũng chưa hết sample để mình review nữa. Thì các bạn thấy trong 8-7 cái chai này thì chai nào đáng review thì xong các bạn comment ở phía dưới để mình test thử. Coi như mình mới vừa nhận được bữa nay luôn, mình chưa có khui qua, mình chưa có test một cái sample nào hết. Mình muốn nghe ý kiến của các bạn về 7 cái chai này nếu mà các bạn đã xài qua rồi. Với lại hôm bữa mình có ghé cô Christina, mình test thử 4 chai Bon Amanai. Mình quên tên rồi, nhưng mà mình nhớ như là một chai tên là Bon Amanai Perfume, một chai là Bon Amanai Southwest Park hay là sao, South Park West gì đó. Một chai nữa đó là Sandalwood. Thì mình xin được sample của chai Sandalwood. Thì để mình nói cho các bạn biết là cái chai Sandalwood đó các bạn, của Bon Amanai á, cái mùi nó rất là giống với lại cái chai của nhà em Wise là Meander. Là cả hai như nó đều có cardamom trong á. Cho nên mình xịt cái mình kêu, ồ, trong này nó có cardamom phải không? Đó, thì tại vì mình rất là thích cái mùi hương cardamom. Cho nên mình có một số chai nước hoa cardamom như La Nuit de l'Homme nè, Dignify. Chứ là một chai mà có mùi cardamom mình thích nữa đó là của nhà danh nhà là Matrix Cardamom. Đó, nói chung là nước hoa mà có mùi cardamom là mình rất là thích. Thì đó mình có xin sample của chai Sandalwood đó, thì để từ từ mình review cho các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang mùa hè, nó đang nóng á, xài cái chai đó nhiều khi nó không có hay cho lắm. Cái chai đó mà để mùa xuân, mùa thu đồ nó mát mát á, xài nó rất là đã. Nó có mùi gỗ. Với lại khi mà tông cuối của nó đó, khoảng chừng 3-4 tiếng sau á, khi mà các bạn ngửi ngay cái vị trí xịt á, nó có cái mùi phấn giống như Baby Johnson vậy, rất là dễ thương. Cái chai Bon Amanai Sandalwood đó đó. Đó, cho nên khi mình ngửi kiểu, ôi, sao cái này nó giống mùi phấn che em vậy đó. Đó, hình như, nó nói là Iris, nhưng mà thực ra mình nghĩ nó là phấn nhân tạo, chứ không phải Iris gì đâu. Tại vì cái nhà Bon Amanai đa phần họ dùng hương liệu nhân tạo là nhiều, chứ không có tự nhiên đâu. Đó. Nhưng mà cái mùi đó rất là đã các bạn, để mình review cho các bạn sau. Ok, thì trong 7 cái chai này các bạn thích mình review cái sample nào thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Rồi xong sau đó mình test xong mình sẽ review sau. Ok, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.